Vâng, xin chào quý vị khán giả của VTV9 cũng như là VTV9 Online. Ngày hôm nay thì Nhật Phương đang có cơ hội ngồi trong một căn phòng rất là đặc biệt của chú Nguyễn Thành Tâm, là một nghệ nhân làm rất là nhiều linh vật từ trứng, từ vỏ trứng ấy ạ. Và chú đã làm được hơn 1.000 linh vật làm từ vỏ trứng phải không ạ? Dạ vâng, đây tất cả đều là những cái sản phẩm của chú. Và ngày hôm nay thì chú cũng sẽ giới thiệu với chúng ta một cái bộ sưu tập rất là đặc biệt là linh vật Giáng sinh dành cho mùa Noel này. Tuy nhiên là trước khi đến với bộ sưu tập này thì chú Tâm ơi, mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách nho nhỏ. Đấy là cùng thực hiện xem là chú làm một cái sản phẩm linh vật bằng trứng nhanh nhất là trong thời gian bao lâu, được không ạ? Thường thường thì là tác phẩm làm có thể có nhiều cái nhanh, có thể là 1 phút hoặc là 3 phút hoặc 5 phút, 10 phút tùy theo cái dạng khó hay là dễ của nó. Thì hôm nay nếu mà trong cái chương trình này đó thì có lẽ là tôi sẽ làm một con chuột, một trứng với cái thời hạn là 5 phút. 5 phút, dạ vâng, để xem là với 5 phút thì chú sẽ làm con chuột này như thế nào. Đây chính là chú chuột mà chúng ta sẽ làm ra được. Chuột hôm nay chúng mình sẽ làm là chuột bạch phải không ạ? Chuột bạch. Vâng, và chúng ta hãy cùng chuẩn bị bấm giờ để xem là chú sẽ làm. Ở đây thì cũng đã có sẵn các cái nguyên vật liệu để làm ra chú chuột này. Mình có những cái gì? Trước hết là làm trứng thì phải có cái vỏ trứng. Dạ. Cái vỏ trứng là chủ yếu. Dạ. Rồi ra trứng cút. Trứng cút mà đã được tẩy màu, tẩy cái đốm trắng, đốm đen. Thì cái tẩy nó như là chúng ta sẽ dùng một cái 10 quả trứng cho một quả chanh. 10 cái trứng cho một trái chanh thì nó sẽ tẩy hết cái chất đốm đen của cái vỏ trứng cút và nó sẽ ra trắng như vậy. Đó. Và hôm nay tức là chúng ta chỉ làm con chuột bạch thôi, tức là vì dạng chuột bạch với màu trắng. Vâng, và lúc này thì nguyên vật liệu để làm ra chú chuột bằng vỏ trứng này thì đã có sẵn đầy đủ hết rồi. Và con sẽ bấm giờ chú nhá. Mình sẽ cùng nhau bấm giờ để xem là chính xác là chú chuột này sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể làm thành sản phẩm cuối cùng. Con chuẩn bị bấm nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Không. Không đến 5 phút ạ. 4 phút mấy, đúng rồi. 3 phút 43 giây. Vâng, rất là nhanh. Chúng ta đã có một sản phẩm hoàn chỉnh. Chuẩn bị cái theo đây ạ. Chú chuột bạch của chúng ta ạ. Chú chuột bạch mũi vàng và có đuôi rất là xinh xắn, làm từ vỏ trứng và chỉ mất 3 phút 43 giây. Vừa nãy thì con thấy trong quá trình làm thì mình cũng có phần hơi run tay, không biết là mình có áp lực không ạ? Đúng là bị cái áp lực thời gian. Thông thường là mình nếu mà có nhiều thời gian thì chắc là mình sẽ làm một cái cẩn thận hơn. Cẩn thận hơn, thoải mái hơn một chút. Chứ đúng là làm mà theo giờ nó bị cái áp lực lắm. Phải cố gắng làm sao mà đạt cái chỉ tiêu thật ra. Nhưng mà như thế này là nhanh hơn so với cả mục tiêu lúc đầu mình đề ra phải đúng không ạ? Đúng, trước khi đó cũng chưa bao giờ làm thử trước đó với bộ chuột mà làm trong 5 phút hết. Đây là lần thứ nhất. Đây là lần đầu tiên làm lập thử. Kỷ lục. Lập kỷ lục của chính mình đúng không ạ? Lần đầu tiên làm một chú chuột mà trong vòng dưới 5 phút, cụ thể là 3 phút 43 giây. Và thật ra thì con nghĩ là chú cũng đã làm quen rồi, chú làm với cả 1.000 sản phẩm. Và những cái sản phẩm của chú làm thì rất là tỉ mỉ và chi tiết. Vậy cho nên là với cái sản phẩm này chắc chắn là không thể làm khó chú được. Chỉ là mình hơi áp lực thời gian một chút. Đó là đơn giản thôi. Tức là mình sẽ chọn là con chuột bạch chứ còn đừng chọn con chuột màu. Con chuột màu thì chắc là sẽ mất thời gian hơn. Cái thời gian tô màu không thì chắc cũng phải 5 phút. Rồi cái thời gian 5 phút để cho nó khô.
ý là dùng bằng cái sơn ngón tay, nhưng mà cũng phải 5 phút nó mới khô, thật ra cũng là 10 phút. Vâng. Không thể nhanh hơn được, tức là vừa tô màu vừa ấy thì tổng cộng là phải là 15 phút. Tổng cộng là 15 phút, vâng, nhưng mà với chú chuột bạch chúng ta làm trong 3 phút 43 giây là quá nhanh được. Rồi. Vâng. Và bây giờ thì hãy cùng nhau chúng ta sẽ khám phá bộ sưu tập Noel linh vật Giáng sinh của mùa Noel năm nay nhá. Đi nào. Ta biết là năm nào cũng vậy đó, tới cái mùa Giáng sinh là tôi cũng làm hình ảnh của Giáng sinh, của lễ Giáng sinh. Thì đặc biệt năm nay á, là nó rơi vào cái thời điểm còn dịch cái Covid-19. Thành ra tôi làm cũng làm ông già Noel, nhưng mà nó có một cái đặc điểm là phải có thêm cái khẩu trang, tức là để che những cái sự lây nhiễm như là thông báo của quốc tế cũng như là Việt Nam mình, hay tấm che mặt. Mà tấm che mặt này nó đặc biệt là nó làm từ vỏ chai nhựa. Nếu mà ông già ông làm cho em, nó dĩ nhiên chúng ta nó đòi hỏi chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là hai cái vỏ trứng, phần bụng đi, phần thân đi, phần thân thì chúng ta dùng vỏ trứng gà, mà chúng ta phải kiếm cái vỏ trứng gà cho nó tròn tròn mập mập để giống như cái bụng con già Noel, phải không, tốt bụng nữa. Và cái vỏ trứng cúc thì chúng ta cũng phải nhựa nó tròn tròn, cái đầu nó được cong gọn chút để nó dễ đội cái món đặt vải, và sau đó mình sơn trước thì mình mới ráp lại. Tại vì cái đầu á, cái mình á thì màu đỏ, nhưng mà cái mặt á thì nó màu beige rồi đó, màu da. Thật ra chúng ta không thể dùng sơn xịt được, mà chúng ta phải dùng cọ của cái chính của cái miếng vải. Khi mà mình thực hiện một cái linh vật nào hay là cái linh vật nào thì mình phải nghiên cứu từ những cái phụ kiện để phụ thêm cho nó. Thì ví dụ như đối với ông già Noel thì cái chính chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hầm râu, và cái hầm râu đó thì chúng ta sẽ làm bằng bông gòn, nó rất là dễ co giãn, tức là chúng ta chỉ vuốt vuốt nhẹ là cái bông gòn nó sẽ dài ngắn gì đó thì ta cắt tỉa nó rất là dễ. Và cái chân á thì chúng ta phải làm cho nó bằng chì, và có một cái lớp bao bọc xung quanh, tức là đất sét lại làm hoa để cho nó đứng dễ dàng trong cái nền. Rồi sau đó thì chúng ta tùy những chi tiết còn lại, ví dụ như ta nhìn thấy đây là cái áo bằng những cái viền, thì chúng ta có nghĩ rằng nó là bằng cái khẩu trang, cái dây của khẩu trang, tức là tận dụng những cái mà gọi là phế thải thì chúng ta làm được cái vỏ trứng bằng dây của cái khẩu trang. Chính vì đó là người ta gọi là sáng tạo là gì đó. Nó mỗi một cái linh vật mà tôi làm đều có những cái nguyên liệu mà phụ thêm hoàn toàn khác nhau hết, nó không giống nhau. Và cái đam mê nó có ở đây, tôi đòi tôi nhìn thấy cái sự sáng tạo của trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng, tức là mỗi lần làm cái điều thấy nó mới hết, và tìm được cái mới trong việc thực hiện những cái linh vật. À, ngoài cái tính chất sáng tạo thì nó còn có cái tính chất là học cho chúng ta nhiều cái cảm giác khác, tức là làm chúng ta chú ý quan sát cái vật đó, rồi kiên nhẫn để thực hiện, và khi thực hiện xong thì chúng ta thấy thư giãn, giảm được stress. Đó là một cái giống như những cái thú và giải trí khác